Xin chào mừng tất cả các bạn, chúng ta đang đến với buổi livestream ngày thứ 11 trong cái chuỗi về chủ đề đó là về NLP và những cái câu chuyện thành công. Và trong buổi tối hôm nay đây thì chúng ta sẽ mời đến đó là vị khách mời đặc biệt của chúng ta, đó là anh Nguyễn Kim Trung, cũng là một cái người leader lớn ở trong đội nhóm của DMS1B. Và Kim Trung hiện nay cũng là đang là Diamond, đúng không? Diamond tên mới là gọi là giám đốc thương hiệu. Đấy, đó là bạn Kim Trung. Thì Kim Trung cũng có một cái đội nhóm rất là vững mạnh ở phía bên dưới. Thì người mà hôm qua chúng ta gặp giao lưu đó là bạn Nguyễn Phi. Ngày hôm nay ở đây thì Kim Trung hiện nay đó làm đến nay là cũng được khoảng gần hơn 2 năm một gần chút. Gần 3 năm. Dạ. 2 năm rưỡi. Thì từ Kim Trung là cũng là một người mà làm một content về marketing rất là tốt này, cũng là một người mà sale cũng rất là tốt, và sau này đó là xây dựng về đội nhóm. Thì trước khi mà Kim Trung đến đây thì Kim Trung là bộ đội, anh mình còn biết đó là Kim Trung là đi bộ đội, sau đó về đi học rồi bắt đầu mới làm The Skin. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ cùng với nhau ngồi lắng nghe về cái câu chuyện về thành công, về cái hành trình thành công của Kim Trung qua từng cái giai đoạn trong suốt một thời gian đó là hơn 2 năm rưỡi qua, và làm thế nào mà Kim Trung đã tạo ra một cái đội nhóm nó vững mạnh như thế, và làm sao để mà có được những cái kết quả nó một cách đều đặn hàng tháng, đúng không? Thì bây giờ để chúng ta chào đón anh Nguyễn Kim Trung thì chúng ta dành một tràng pháo tay và chúng ta chào đón Nguyễn Kim Trung đến với thế giới này. Chúng ta comment chào mừng Kim Trung đến với thế giới này, chào mừng Kim Trung đến với thế giới này. Hello Quang Đỗ, hello Đặng Minh Tâm. Rồi xin mời Kim Trung bắt đầu chia sẻ đi ạ. Ok, xin chào anh Linh và xin chào tất cả mọi người trong đội nhóm đây và Web đi. Thì em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Kim Trung. Thì hôm nay rất là vui và cảm ơn anh Linh là hôm nay là đã cho em cơ hội để em được lên đây chia sẻ cái câu chuyện của em khi mà tham gia với lại đội nhóm của mình trong khoảng thời gian hơn 2 năm vừa qua như thế nào. Thì trước tiên thì em xin phép là em giới thiệu sơ qua một chút xíu về cái bản thân của em. Thì em họ tên đầy đủ là Nguyễn Kim Trung, em sinh năm 1995. Thì quê của em, quê gốc á, thì là ở Thái Bình, nhưng em và gia đình, bố mẹ của em thì vô trong Đắk Lắk á, thì làm ở đó nên là em cũng vô đó từ hồi cấp học lớp 3. Thì em thì chắc là em phải nói là cái cơ hội No Skin này nó giống như kiểu là một cái nó giúp em thay đổi toàn diện luôn. Thì khi mà em đi học cấp 3 hay là ở dưới Đắk Lắk á, thì cũng giống như các bạn khác là mình đi học xong và mình muốn rằng là mình sẽ lên học đại học và sẽ có một kiếm, hồi đó mơ ước của em là kiếm một công việc gì đó lương 7 triệu thôi. Đó. Thì cũng giống như bao bạn khác là mong muốn một điều đó như thế, nhỏ nhoi như thế thôi. Thì em xin phép là em sẽ nói sơ qua một chút xíu cái câu chuyện của em để cho mọi người hiểu là cái cơ hội, cái công việc này nó tốt như thế nào, giúp thay đổi con người em như thế nào. Thì em sẽ kể từ cái hồi mà em học cấp 3 xong thôi. Thì cái lúc đó thì khi mà em học cấp 3 xong á, thì em cũng thi đại học như bao bạn khác thôi, là bắt đầu ôn thi, em là ôn thêm một năm nữa để thi. Thì nó có một sự cố xảy ra là em thi xong thì thi trường Đại học Quốc gia được 18 điểm, nhưng á, nó lại một sự cố là ngay cái lúc mà em thi xong á, thì ba của em mất. Đấy, đó là cái sự cố mà nó giống kiểu nó đánh bước ngoặt cuộc đời của em luôn. Thì lúc đó nói mọi người là gia đình em cũng giống cạnh nhà bạn Phi, gần nhà bạn Phi luôn. Lúc đó là gia đình rất là nghèo. Có nghĩa là lúc đó là chỉ có mẹ em lo cho kinh tế của gia đình thôi, với lại một người em trai nữa. Nên á, là em mới quyết định là nếu mà bây giờ em bắt đầu đi học á, thì em nghĩ là mẹ em sẽ không lo được cho em. Sẽ không lo được học phí này, rồi tiền sinh hoạt ở dưới Sài Gòn. Nên á, em quyết định là không đi học đại học nữa, đi làm. Đấy là bắt đầu lúc đó em quyết định em đi làm. Thì em đi làm á, thì là em vô Đồng Nai làm với lại chú ruột của em. Đó, chú ruột của em ở trong Đồng Nai là đi phụ hồ thôi. Thì đó là cái công việc đầu tiên của em sau khi học xong mà không quyết định đi học, của em ở nghĩ là bây giờ là em là giống như kiểu người tự lo cho bản thân em chứ mẹ em không lo được nữa. Thì nếu mà em cứ chấp nhận cái việc mà em đi làm đó đến giờ chắc em vẫn làm phụ hồ hoặc là đi xây thôi. Thì xuống dưới Đồng Nai đi làm phụ hồ được 1 tháng hay 2 tháng rồi đó, thì bắt đầu là chú em cho em tập lên xây luôn. Nhưng có một buổi chiều, đó là một buổi chiều trời rất nắng luôn, nắng như thời điểm hiện tại chắc phải tầm 30 mấy độ, nắng lắm. Và lúc đó là 2 giờ chiều, em ngồi trên cái mái nhà đó em đang làm và
cái mồ hôi của em nó cứ rơi, nó rơi, nó rơi. Em mới nghĩ một điều rằng là trong vòng mấy cái tháng vừa qua em đi làm á, là nó cuộc sống của em nó rất là vòng lặp luôn. Buổi sáng sớm á thì 6 giờ bắt đầu là thức dậy, tập thể dục, ăn sáng, xong đi làm là 7 giờ đi làm. Thế là làm đến 11 giờ là bắt đầu nghỉ trưa, xong rồi buổi chiều là 1 giờ 30 lại bắt đầu, đến 5 giờ 30 kết thúc. Đó là cái công việc mà mình không đi học á. Anh, nếu mà những bạn nào không đi học là đa số công việc như thế. Thì em làm như vậy, em cảm thấy là cuộc sống em nó cứ vòng lặp như vậy và nó rất là, nó vô ý nghĩa. Thì ngay cái thời điểm 2 giờ chiều đó, mồ hôi rơi đó, em nghĩ thôi em sẽ không đi làm như này nữa, em sẽ đi học. Em quyết định lại là em đi học. Thì nhưng lúc đấy em lại nghĩ một điều rằng á, là nếu mà bây giờ em đi học á thì chỉ còn một cách là em tự lo cho bản thân em thôi. Thì mẹ em không có lo được cho em nên em đã gọi điện về cho mẹ em bảo là bây giờ con không đi làm này nữa, con sẽ đi học, bởi vì làm như này con thấy là nó không phát triển được. Nhưng mẹ không phải lo một điều rằng là con sẽ tự lo tiền ăn, tiền ở, tiền, mẹ chỉ cần cho con tiền học năm đầu tiên thôi. Thế là em quyết định nghỉ luôn, thế đi học luôn. Thì em học thì lúc này thì không có thi lại, em đi học nghề luôn. Thì em đi học nghề. Và khi mà quyết định như vậy bắt đầu lên Sài Gòn thì em cũng giống như bạn bao bạn khác là từ tỉnh lẻ lên Sài Gòn để học. Thì khi mà đi học nghề thì mình đã quyết định rằng là mình sẽ phải tự lo hết tất cả mọi chi phí ăn uống rồi mọi thứ. Nên đó là khi mà ngay cái tuần đầu tiên đi học á, là lên là mình tìm việc ngay luôn, tìm việc để làm thêm ngay luôn, bởi vì là không có ai chu cấp gì hết. Cái thời gian mà em đi làm với chú em thì em cũng dành dụm được một chút xíu là để thuê phòng trọ rồi để mua mọi thứ để chuẩn bị đi học. Thì lên thì em đi, nói chung là thời gian đấy làm rất là nhiều công việc, từ phục vụ nhà hàng rồi từ đi bán bóng bay rồi đủ thứ trên đời hết. Hầu như là việc gì làm thêm em cũng đi làm thêm để có nghĩa là kiếm thu nhập. Nhưng mà cũng là mong một điều rằng là mình sẽ có chi phí để trang trải. Nhưng nó có một cái biến cố rất là hay, đó là cơ duyên với Nuskin. Thì lúc đó là một người bạn của em làm Nuskin. Bởi vì là lúc đó em nhìn lại là cái việc em đi học á, là việc em đi làm thêm để phụ để tăng cái thu nhập đó, thì một tháng nó chỉ được tầm 1,5 triệu thôi. Nhưng cái bạn đó, bạn ấy làm có một ngày thôi là bằng em làm một tháng đi làm thêm rồi. Em thấy em mới hiểu rằng là tại sao mà tự nhiên họ kiếm tiền dễ như vậy. Bán hàng online hồi đấy là bạn ấy bán lăn, bán có một đơn thôi là mấy trăm nghìn bằng em đi làm mấy ngày rồi. Em mới giật mình bảo thôi vậy mình cũng đi bán hàng. Thế là em bắt đầu em hỏi bạn đó để em xin làm Nuskin. Thì lúc đó em không biết tên công ty là Nuskin đâu, thì lúc đó cũng chỉ là biết là bán lăn thôi. Thì xin bạn làm Nuskin. Thì khi mà nó thực sự là bây giờ các bạn hiện tại là rất là hạnh, rất là sướng luôn á, bởi vì là upline của các bạn đã đi rất là nhiều rồi, lâu rồi, nên là từ video về quảng cáo hay content mọi thứ đã có hết. Chứ hồi đó em có là đúng cái video 2 phút của anh là set quảng cáo rồi. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp. Theo 2 phút của anh Linh là đến giờ là mới biết được quảng cáo. Thì khi mà em bắt đầu á, là có nghĩa là mình tự học quảng cáo, tự sale, tự tất cả mọi thứ tự học hết. Xong rồi bắt đầu là sale. Thì cái ngày đầu tiên á, là em thực sự là lúc mà em đi hết kết thúc của ngày hôm đó, em đi trên đường em cứ kiểu là không tin được cái kết quả mình đạt được ngày hôm đó luôn. Cái ngày hôm đầu tiên em chạy quảng cáo và ngày hôm đầu tiên em bán hàng là tự nhiên là lãi đã được 6 triệu rồi. Và em cứ tính đi tính lại em sợ là cái con số nó sai, bởi vì em chưa bao giờ có một con đạt được cái thu nhập đó trong vòng một ngày, nó quá lớn với đối với em luôn. Em tính đi tính lại chắc phải 4 đến 5 lần á để thực sự xem là cái con số lãi nó có đúng không. Nhưng mà thực sự nó là đúng, lãi 5 triệu, 6 triệu thật. Thì cái đấy là cái câu chuyện của em từ khi mà bắt đầu em đi học, xong bắt đầu đi làm, bắt đầu đi làm Nuskin. Thì cái tháng đầu tiên mà em đạt được nó lãi rất là nhiều, nó giống nếu mà so với
đấy là cái kết quả đầu tiên mà em làm Nu Skin để đạt được. Thì đấy là câu chuyện của em. Thì bây giờ em muốn muốn chia sẻ cho mọi người là trong cái thời gian em làm Nu Skin đó thì nó có những cái thử thách gì và em làm thế nào để em vượt qua như câu hỏi anh đặt ra đúng không? Dạ. Ok. Thì nó thực sự với mọi người là làm Nu Skin á, nó không có bí quyết gì nhiều hết á, nó chỉ có một điều thôi là em thấy là kiên trì tới cùng thôi. Nếu mà bạn tiếp tục đi thì bạn chắc chắn sẽ đến được đích. Em chỉ có một điều thôi, bởi vì là trong thời gian hơn 2 năm vừa rồi của em qua thì nó rất là nhiều biến cố, giai đoạn rất là nhiều luôn. Cái giai đoạn đầu tiên em làm là năm 2017, thì cái hồi đó là em cứ biết là năm trời là chỉ có bán lẻ thôi. Nhưng á, một điều rằng á là cứ đến ngày 15 là em bắt đầu em thấy tự nhiên tiền ở tài khoản nó về. Đầu tiên là nó về có mười mấy, xong nó về hai mấy, xong nó về ba mấy rồi năm mấy. Em bảo đây là một, em lúc đó em cũng không không biết điều gì hết. Rồi hồi đó em bán kem đánh răng lăn, bán thời gian đầu là bán lăn, xong bán kem đánh răng điểm nó nhiều quá, 7.000, 8.000, 9.000, rồi có tháng là 11.500 luôn. Thì thấy hoa hồng nó về nhiều quá, bắt đầu là hết nguyên một năm đó, bắt đầu là mình mới để ý đến hệ thống. Nhưng á, nó có một cái giai đoạn đó là cuối năm 2017 thì quảng cáo nó bị đứng lại. Đấy là thách thức đầu tiên mà em gặp phải. Thì cái thời điểm đấy là giống như kiểu là lúc đó, lúc mà em làm được á, thì rất là nhiều bạn lắm, bạn học cùng em như Phi rồi Tâm rồi Bảy rồi mọi người luôn, lúc đó là hỏi em làm, bởi vì lúc đó em cũng trong sáng lắm, có nghĩa là em bán lẻ được là em giúp cho mấy bạn nó bán thôi, chứ em cũng không nghĩ gì là đồ nhóm. Nhưng đến cái hồi mà đến tháng 10, khi mà em đã, có nghĩa là em đã lôi tất cả mọi người vô làm cùng em rồi, nhưng tự nhiên quảng cáo bị, nó một thời gian là nó bị đứng hồi tháng 10, tháng 11 năm 2017 ấy. Thì đấy là thử thách đầu tiên của em. Thì cái thời gian đó là em với Phi với lại mấy bạn nữa là giống như kiểu là hùn tiền nhau cho em đi học. Học biết bao nhiêu là khóa học, từ 10 triệu, 5 triệu của thầy Nguyễn Tất Kiểm là đủ các thầy luôn, để là tìm ra một giải pháp là để cho mọi người quảng cáo tốt. Thì đấy là cái thử thách đầu tiên. Thì cái giai đoạn đó là bọn em vượt qua, nó cũng vượt qua, thì nó cũng vượt qua. Nhưng á, nếu mà giả sử như nếu mà lúc đó em không có một, có nghĩa là cái trách nhiệm của một đội nhóm á, thì lúc đó chắc có khả năng là em bỏ cuộc rồi, bởi vì lúc đó em chưa có gặp NLP của anh, với chưa gặp thầy Alan. Nếu mà lúc đó mà em đi một mình là em nghĩ là em dừng lại rồi. Nhưng vượt qua được giai đoạn đó, thì cái giai đoạn đó em chỉ có tập trung bán lẻ. Thì nó thiếu một cái là đến thời điểm bây giờ em nhận ra là cái năm đó là nó thiếu một cái là em thiếu hệ thống. Bởi vì đến thời điểm này em nhận ra là lúc nào anh cũng nói là luôn luôn phải đi cùng hai mái chèo, bán lẻ và hệ thống. Nên lúc đó em không nhận ra cái điều đó, em cứ đi một mái chèo thôi. Thì nó chỉ đi kiểu đó thôi, nó cứ đi đó. Tất cả các bạn trong nhóm của em cũng chỉ bán, tự bán lẻ, không có nhân viên, không có ai hết, tự bán kiểu là kiếm tiền vậy đấy. Bởi vì hồi đó em nghĩ là ngày xưa ước mơ của em là 7 đến 10 triệu thôi, nhưng bây giờ nó lên gấp 10 lần con số đó, em nghĩ là nó to rồi đấy. Nhưng khi mà gặp cái khủng hoảng một cái là bắt đầu là nó tụt hẳn luôn. Bởi vì nếu lúc đó mà có hệ thống thì không sao nha, nhưng nếu lúc đó mà bạn nào mà chỉ bán lẻ không á, thì là gần như là đứng xong rồi là dừng lại rồi. Đấy là cái thử thách đầu tiên của em. Thì qua cái năm đó là cái bài học của em rút ra một điều rằng á, là có nghĩa là bây giờ mọi người tự làm thì mọi người cứ cần kiên trì đi đến cuối con đường của mình. Và thứ hai là làm sao mà có một đội tầm 10 người, là lúc đó mọi người chắc bắt buộc phải đi thôi, không thể nào dừng lại. Bởi bây giờ mình là lead rồi mà mình dừng lại thì mấy cái kia nó cười vào mặt cho. Đấy, còn cái giai đoạn thứ hai của em là giai đoạn năm 2018. Thì cái giai đoạn này á, lúc mà nhìn vô cái hệ thống của Nuskin lúc đấy á, thường niên hoa hồng nó khá là nhiều. Xong bắt đầu em nghĩ là ủa, sao bây giờ sao mình không làm hệ thống nữa đi. Nếu mà bây giờ mình cứ làm hệ thống thôi là tiền nó còn gấp nhiều như là như vậy. Thế là cái giai đoạn này tháng năm 2018 là em gần như là bỏ luôn bán lẻ, không có nhân viên, mà chính bản thân em cũng không bán lẻ luôn. Thì em nghĩ là chắc rất là nhiều bạn mà gặp được cái tình trạng như em, bởi vì lúc đó là cứ đi làm hệ thống. Nhưng nó một cái thử thách lại gặp lại cho em năm 2018 nữa. Em nhận ra là khi mà bản thân của em không bán lẻ rồi không có nhân viên, thì tất cả những người mà em hỗ trợ ở dưới ấy, họ sẽ không, họ cũng sao chép em y hệt luôn, họ sẽ không bán lẻ và họ cũng chỉ nhập hàng vậy thôi. Và cái hệ thống nó bắt đầu nó đi lên rất là nhanh nhưng nó sẽ lại xuống. Thì đấy là cái thử thách mà hồi của em là nhớ lại cái câu nói của anh khi đi học của anh đó, thì là luôn luôn phải có hai mái chèo, đó là bán lẻ và hệ thống. Là nhưng khi mà cái cuối cái năm 2018 nhận ra điều đó rồi, thì cái giai đoạn từ đầu năm 2019 đến giờ thì nó rất là tốt, bởi vì em đã nhận ra một bài học em với Phi luôn đó, là luôn luôn phải có ít nhất là 4 người nhân viên, 4 người nhân viên, và phải có làm sao cho cái người mà mình hỗ trợ vô á
cũng phải làm được điều đấy, cũng phải có 4 người nhân viên. Thì khi mà làm được điều đấy thì hệ thống em làm được 4 nhân viên rồi thì bạn Phi, bạn Phát và tất cả những bạn bên dưới bạn cũng sao chép y hệt như vậy, giống như kiểu là mình làm sao thì đồng đội của mình sao chép như vậy luôn. Nên đó là khi mà có nhân viên như vậy thì cái hệ thống của mình nó tự phát triển, chứ không cần mình không cần phải làm gì luôn, nó tự phát triển. Đấy là tất cả những cái gì mà thử thách với lại cái gì em đạt được khi mà em làm Nuskin đấy chưa. Đấy, thì từ nãy em nói thử thách thôi, còn những cái gì em đạt được thì thực sự là nó nhiều lắm. Bây giờ mà em nói ra thì không thể kể hết được. Khi mà em lên đây thì em giống như kiểu một đứa nhà quê không biết gì hết. Hồi đó là em nhóm, thực sự là hồi đó em nhóm S đấy, không phải nhóm D đâu anh Linh. Là sau bắt đầu học là mật mã tài năng của anh, bắt đầu mới biết được đội nhóm đây mới còn được đi lớn, bắt đầu mới tham gia dần dần. Thì khi mà tham gia thì đúng là cái lớp mà leadership ngày xưa, leadership training ngày xưa, hồi tháng 11 năm 2018, à tháng 11 năm 2018 hay 17 nhỉ? 2018, đấy, thì em học khóa đó là bắt đầu mới thay đổi, mới thành nhóm D. Chứ còn thực sự là ngày xưa là nhóm S, là một người rất là nhẹ nhàng và sợ sệt, và đủ mọi thứ hết đấy. Live stream như thế này là từ trước giờ em không bao giờ dám like luôn á. Nhưng khi mà bắt đầu bây giờ mọi đội nhóm của mình like rồi, mình không like là rồi xong luôn á. Nên á, là cái thay đổi lớn nhất của em là học được cái lớp mà leadership training của anh, là giúp cho cái kiểu là gặp bất kỳ thử thách nào ở trên cuộc đời của mình á, cũng vượt qua được hết. Đấy là cái yếu tố đầu tiên để làm công việc này luôn. Nếu mà các anh chị nào mà chưa đi học lớp đó mà khi mà làm Nuskin mà gặp vấn đề thì em nghĩ là chắc dừng lại sớm. Nhưng nếu mà đi học lớp của anh Linh thì không bao giờ dừng lại luôn, giống như kiểu là chiến đấu tới cùng luôn, chiến đấu tới cùng luôn. Thì cái thứ hai nữa là cái NLP em học được từ anh. Thì nó thực sự là ngày trước là cứ làm là bắt đầu là nghĩ là mình muốn làm cái đó là mình làm thôi, chứ không biết thực sự là NLP nó giúp mình như thế nào. Khi mà học được NLP của anh và học được NLP của thầy Alan Gao á, thì nó thay đổi em hoàn toàn luôn, là em đã biết được cách là làm như thế nào để mình thực hiện được cái mục tiêu nó tốt hơn đó, và làm thế nào để thực hiện mục tiêu chắc chắn được thực hiện mục tiêu và nó nhanh hơn. Đấy là những cái mà em đã được, giống như nó thay đổi con người em hoàn toàn luôn. Giống như bây giờ là tất cả những mục tiêu gì mà mình muốn á, là mình sẽ viết ra cái top 5 á, là đảm bảo mình chắc chắn là đạt được. Ok, em đến đây là em hết nhớ câu hỏi mà anh hỏi. Ok, chúng ta vừa nghe đó là cái câu chuyện của Nguyễn Kim Trung. Và bây giờ thì chúng ta có bất kỳ một cái câu hỏi nào liên quan đến về quá trình mà phát triển Kim Trung ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể đặt cho Kim Trung được. Thì ở đây trong quá trình mà chúng ta đang chờ câu hỏi đó, thì mình muốn chia sẻ đó là góc nhìn, đó là anh nhớ là cái hồi đó là khoảng cuối năm 2017 đó, anh với em có cà phê với nhau đó. Thì mình nhìn trong hệ thống thì mình thấy là Kim Trung là một cái người mà có cái điểm số hàng tháng rất là cao, tháng nào cũng thế. Thì sau đó cà phê còn nói chuyện với Trung là bên cạnh mà làm bán lẻ đó mà để tăng cái thu nhập lên, thì bằng cách đó là mình phải tăng cái hệ thống, tức là mình nhân bản cái hệ thống lên. Thì chúng ta phải vừa giữ được cái bán lẻ mà chúng ta phải vừa làm cả hệ thống, tức là chúng ta luôn luôn là làm song song hai thứ, chứ không phải là chúng ta chỉ làm một thứ duy nhất, đó là tuyển hệ thống không. Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ bán lẻ không thì cũng không được, mà nếu mà chúng ta tuyển hệ thống không thì cũng không được, mà chúng ta phải cân đối được đều hai cái đó. Thì lúc đó thì sau đó thì Kim Trung lại về lại Kim Trung làm mỗi một cái việc, là bỏ luôn cái bán lẻ hệ thống mà chuyển làm hệ thống thôi. Thì đó là trả giá cho việc đó là hệ thống lên rất nhanh nhưng sau đó nó xuống cũng khá là nhanh. Thì đó là một cái bài học để chúng ta rút ra là nếu mà chúng ta chỉ bán lẻ không thì không được, mà chúng ta chỉ tuyển hệ thống không thì cũng không được, mà chúng ta phải luôn luôn đi song song cùng với hai thứ. Thì ở đây đó là, và Kim Trung cũng sau này khi mà rút ra được bài học đó thì Kim Trung là luôn luôn theo sát cùng với hệ thống và đội nhóm làm gì. Tức là những ngày bình thường đó, thì mình cứ ở nhà mình cùng sale với đội nhóm của mình, tức là mình cũng có một cái đội nhân viên là họ bán hàng, và sau đó thì Kim Trung ở nhà bán hàng cùng với đội nhóm của mình. Và đến cái ngày mà sự kiện ấy, thì chúng ta cùng tham dự sự kiện 100%, và chúng ta đưa các thành viên trong đội nhóm chúng ta đến tham dự sự kiện cùng với nhau 100% như vậy. Thì thông qua cái sự kiện thì chúng ta sẽ phát triển được cái đội ngũ leader trong team của chúng ta. Bởi vì nhà lãnh đạo đó nó luôn xuất hiện từ cái sự kiện, đúng chưa? Và đó là cái cách mà chúng ta có thể làm hai máy chèo cùng lúc, nhưng nó lại rất mạnh. Vậy thì khi mà người ta đi sự kiện, người ta đã có một cái cảm hứng, người ta cảm thấy rất là muốn làm, người ta khát khao trở thành team lead Platinum 4 Star. Và sau đó về nhà thì chúng ta lại kèm cho họ đó là làm về bán lẻ rất tốt.
và khi họ có bán lẻ một lãi một tháng là từ 100 cho đến 200 triệu đồng một tháng á, thì với kết quả đó thì chúng ta không cần phải thuyết phục quá nhiều, mà chúng ta gặp mọi người chúng ta chỉ cần đưa cho họ thành kết quả và hỏi bây giờ họ có muốn làm được kết quả như vậy không. Nếu mà muốn làm kết quả thì vô bây giờ chúng ta kèm cho họ vào là bán lẻ là xong, đúng không? Và bán lẻ xong á, đến ngày sự kiện thì chúng ta đưa họ đi đến sự kiện, thì lúc đó cái hệ thống của chúng ta nó bền vững. Thì đó là cái đến bây giờ thì Kim Trung và các anh em trong đội nhóm á, thì đều làm rất chuẩn về cái phần này. Và khi chúng ta làm như vậy thì đó là chúng ta sẽ thấy một điều rằng là chúng ta làm nó rất là nhẹ nhàng nhưng hiệu quả nó rất cao, đúng Kim Trung? Đúng ạ. Khi mà chính bản thân em bán lẻ rồi thì nhân viên á, cái người sale mà sale cho mình á, họ sẽ tự làm luôn, họ sẽ tự làm giống như kiểu là họ thấy được là đúng là người lead của mình họ làm được rồi, họ sẽ tự làm. Và thực sự là cái thời gian mà em chưa có nhân viên á, thì hầu như lúc đó là điểm số của em á, là em có nghĩ là em phi là không bao giờ nghĩ rằng là mình phải tự mình bán 3.000 điểm hết á, con số điểm 6.000, 7.000 hay 10.000 á, thì mọi người cứ đơn giản thôi, nếu mà 10.000 thì mình có 4 nhân viên cộng thêm có vài người trong hệ thống nữa, cứ mỗi người 500 điểm hoặc 1.000 điểm là tự khắc nó sẽ lên 10.000. Chứ nếu mà thực sự một mình bản thân em 10.000 thì chắc không bao giờ được, chỉ có ngồi ở nhà từ sáng đến tối mới được, sợ không được luôn. Thì khi mà mọi người mà bắt đầu á, thì mọi người phải làm sao mà học quảng cáo như anh Linh này, rồi sale này, bắt đầu tự bán hàng. Khi mà mọi người ra được con số lãi 1-5 triệu một ngày thì đảm bảo lúc đó là mọi người sẽ có khả năng để tuyển được nhân viên. Bởi vì là nếu mà bản thân mình không biết mình làm sao để lãi thì khi mà mình tuyển nhân viên rồi thì mình không biết là nhân viên họ làm như thế nào luôn. Đấy là khi mà có được 4 người nhân viên rồi á, thì những cái người mà downline của mình á, làm sao họ cũng được 4 người nhân viên như thế, thì đảm bảo một điều rằng là hệ thống sẽ rất vững và họ không bao giờ lo một cái tình trạng là phải nhập hàng để đó hoặc là phải làm như thế nào để đủ 3.000 điểm. Cái con số 3.000 điểm nó không, nhóm em không bao giờ suy nghĩ tới luôn ấy, bởi vì ai cũng có người mới cộng ai cũng có nhân viên thì không phải lo cái điều đó. Đấy. Dạ. Yeah. Yeah. Hay quá. Dạ. Yeah. Anh muốn hỏi một chút, em có thể chia sẻ cho mọi người là làm thế nào để mà em cái quá trình làm đầu tiên ấy, bởi vì khi em xuất thân là một cái người gọi là cũng khá là bình thường đúng không? Yeah. Theo lời em kể đấy thì làm sao mà để em rèn luyện được kỹ năng về bán hàng và kỹ năng về marketing, thì em đã tôi luyện, em đã rèn luyện như thế nào? Đó là trong những cái ngày đầu tiên, trong những cái tuần đầu tiên và trong những tháng đầu tiên, và em đã rèn luyện nó như thế nào và sau bao lâu thì bắt đầu em mới có những kết quả? Cái lần đầu tiên và những cái suy nghĩ của em thời điểm đó. Dạ. Yeah. Cái thời điểm mà khi mà em bắt đầu đầu tiên luôn á, thì thực sự lúc đó là chưa có telesale, bọn em bán hàng bằng tin nhắn và người apply của em là cho em vô cái trang fanpage bán hàng á, và đấy xem đi tôi bán hàng như thế nào, tôi chỉ cho bạn biết giá bán là được rồi, còn tin nhắn hay là cái kịch bản sale như nào là bạn đọc tôi làm như nào bạn làm y hệt như vậy. Thì bắt đầu là em đọc một hồi xong bắt đầu em viết ra thành một cái kịch bản sale của mình, và hồi đó là chưa có telesale lên đó, là khách hàng hỏi sao thì mình cứ bắt đầu nhắn tin như cái kịch bản mà mình học được thôi. Thực sự là để mà sell tốt á, sau cái thời điểm mà bọn em bán cái sản phẩm cao cấp mà không phải bán sản phẩm nhỏ mà không nhắn tin được nữa, như R2 hay BO hay là Lumi á, thì lúc đấy là bắt đầu bắt buộc phải sell rồi, bởi vì nhắn tin họ sẽ không có đủ sự tin tưởng, bắt buộc phải sell để họ thấy mặt mình. Thì được, kinh nghiệm của em nó cũng không có gì nhiều đâu, cứ làm nhiều thôi, và làm nhiều, bởi vì là khi mà làm nhiều xong rồi bắt đầu mình phản xạ rất là nhanh rồi, và mình gặp tất cả các trường hợp rồi, thì lúc nào mình sell mình cũng có thể xử lý được và học hỏi được tất cả những anh chị ở trong đội nhóm đó. Bởi vì là em giống như kiểu là khi mà vô đêm F1B là giống như kiểu một cái gia đình thứ hai vậy. Cho dù là không hưởng lợi ích của nhau sideline, ví dụ như anh Văn, anh Tâm hay tất cả mọi người khác sideline của em thôi, họ cũng sẵn sàng giúp đỡ em về những cách quảng cáo này, rồi về những cách sell. Thì bí quyết của em đơn giản là đi sự kiện nhiều, tham gia vào đội cốt, mình trao đi giá trị nhiều cho đội nhóm, thì những cái đội nhóm còn lại họ cũng sẽ chia sẻ lại cho mình những cái cách họ làm. Bởi vì là mình phải đi để tham gia vào đội cốt, rồi tham gia vào nhiều sự kiện mà đội nhóm tổ chức, thì tự nhiên là mình sẽ học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm từ những đội nhóm khác. Thì học hỏi từ những đội nhóm khác là thứ nhất. Thứ hai là mình thực hành nhiều. Những các bạn mới thì các bạn giống như kiểu anh Linh cho là sale 400 phút một ngày trong vòng liên tục 30 ngày, thì em cũng vậy thôi. Có nghĩa là bản thân em tự chạy quảng cáo và tự phải đặt mục tiêu ra là ngày nào cũng phải lãi ít nhất 5 triệu và phải tự sale. Thì lúc đó là mình sẽ có kinh nghiệm về những tình huống trong sale thôi, mình luyện đi luyện lại. Quảng cáo cũng vậy, nếu mà bây giờ mình đặt ra mục tiêu mà mình lãi một ngày 5 triệu nhưng mình không biết quảng cáo thì mình lại phải tự mày mò, tự học thầy này thầy kia rồi đủ các loại rồi tự test. Đấy, thì mình làm nhiều tự nhiên mình sẽ giỏi.
bây giờ thì những bạn mới thì rất là sướng, bởi vì là vô cái là có một đội ngũ sale của đội nhóm nó sẵn rồi, là chỉ cần sao chép lại học rồi thực hành thôi, quảng cáo cũng xong hết rồi, thì đơn giản mọi người chỉ cần là làm sao chạy ra khách và cứ thế sale liên tục làm sao cứ lãi đều một ngày 5 triệu. Sau khi mà lãi đều một ngày 5 triệu rồi, lúc đó mọi người tự khách giỏi và mọi người tự khách tuyển được nhân viên. Đấy là kinh nghiệm của em, cứ làm nhiều thôi. Dạ. Yeah. Ok. Còn gì nữa? Thì đấy là kinh nghiệm của em khi mà bắt đầu. Dạ. Khi mà bắt đầu là mới bắt. Cho mọi người về kinh nghiệm. Em có thể chia sẻ cho mọi người về cái kinh nghiệm mà để mà tuyển nhân viên này và tuyển xây dựng hệ thống downline như thế nào? À ok. Thì khi mà mình mà bắt đầu mà sale được một ngày 5 triệu của bản thân mình á, thì lúc đó là mục tiêu của em đặt ra là làm sao để kiếm được một tháng 300-400 triệu từ Nuskin. Thì bắt đầu là mình bảo là một mình thì không thể nào mà tăng con số đó lên được, có làm cả ngày cả đêm không được, thì phải tuyển người thôi, phải chia nhỏ cái số lượng tiền ra, một người sale sẽ được 50 triệu thì mình chia ra là tầm 6 người thôi. Thì thực sự là khi mà em tuyển nhân viên sale thì em chỉ tuyển là đăng lên Facebook thôi, là cái ví dụ như có người hỏi thì bắt đầu là mình sẽ gặp. Ngày trước mà chưa học DIC á là em gặp tới tấp luôn, gặp ai em cũng cho làm hết á. Nhưng khi mà mình học DIC thì mình mới hiểu ra một điều rằng đó là mình phải chọn người phù hợp với lại công việc này, bởi vì là nó có một thời gian lọc người ấy, thì những người nào làm phù hợp mình mới giữ lại được. Nhưng khi mà học DIC thì mình biết cách được là chọn luôn cái người nào mà sẽ có khả năng sell tốt và có khả năng trở thành lead á, thì mình sẽ chọn. Thì khi mà học DIC thì em sẽ đầu tiên em sẽ gặp họ, nói chuyện với họ xem là họ muốn cái gì, tại sao họ muốn làm sale với em, mục tiêu là gì. Rồi nếu mà nói chuyện ok thì em sẽ cho họ học DIC, cho họ test cái nhóm đối tượng này. Thì em sẽ chỉ lấy những cái nhóm năng động thôi, ví dụ như DI, DC hoặc là ID, hoặc là nói chung là nhóm D, nói chung là từ nhóm D ra. Thì những cái bạn mà nhóm DI hoặc DC hoặc là DS đấy, thì những cái bạn đó có nghĩa là cái khả năng mà họ có mục tiêu và họ sẽ mong muốn kiếm tiền rất là nhanh, nên họ sẽ tự tìm tòi và mình chỉ cần đưa cái ý ra thôi là họ sẽ tự động họ làm. Nhưng khi mà gặp một người nhóm S đó, thì họ không có nhanh được, họ sẽ đợi mình nhắc hoặc là họ sẽ đợi những người xung quanh làm được họ mới làm theo. Đây là kinh nghiệm của em, là khi mà mình tuyển sale thì mình sẽ cho những người mà nhóm D, để cho những người mà có mục tiêu rõ ràng họ muốn kiếm tiền đó, đấy là họ sẽ làm nhanh hơn những bạn khác. Đấy là kinh nghiệm là em tuyển sale. Thì em sẽ chạy quảng cáo, bởi vì là em tuyển sale là em sẽ chạy quảng cáo cho các bạn học DIC xong rồi học sản phẩm, rồi bắt đầu là học tự viết kịch bản sale, rồi em cho giả lập. Đấy, các bạn giả lập với nhau, nếu mà có hai bạn mới thì hai bạn mới giả lập với nhau, còn nếu không có hai bạn mới thì bạn tự giả lập rồi ghi âm lại. Xong rồi khi mà một vài ngày em thấy bạn nộp đủ bà rồi thì giả lập với em, hoặc là giả lập với một bạn nào sale cứng trong nhóm. Đấy, ok rồi bắt đầu chạy quảng cáo cho bạn thôi. Đấy là cách tuyển sale. Tuyển sale của em. Còn cái của em á, là em đa số là khi mà những bạn sale của em nhóm D, DI hoặc là DC, thì đa số những bạn đó là em chia lợi nhuận chứ không có trả lương. Thì nó cũng tương tự như cái việc trả lương, tính ra thì nó cũng bằng cái việc trả lương thôi. Nhưng nó một điều rằng đó là trong cái thời gian mà các bạn làm với em từ 2 đến tháng, 3 tháng, 4 tháng, thì giống như kiểu là các bạn muốn tự làm. Đấy, các bạn thấy bảo là thôi bây giờ nếu mà em hỏi là nếu mà các em có muốn tự làm không, nếu mà tự làm thì nó sẽ là 100%, không phải chia cho ai hết á. Thì đa số là những nhóm D là họ có mục tiêu và họ muốn tự mình lead bản thân mình, họ không muốn làm thuê dài á. Là những người sale nhóm D họ sẽ tự muốn tách ra, một thời gian họ muốn tự tách ra. Và khi họ tách ra thì lúc đó là họ có kinh nghiệm sale rồi, và data thì em cũng cho họ luôn. Thì lúc đó là họ có trong tay, có kinh nghiệm sale này, có tiền này và có data. Và lúc đó khi mà họ tách ra thì em chỉ cần họ chỉ họ quảng cáo thôi là họ sẽ thành downline luôn. Thì đấy là kinh nghiệm em tuyển downline. Tuyển downline của em thì em chỉ có bạn bè quen biết hỏi em thì em hỗ trợ, bởi vì là em toàn đăng Facebook chứ em có chưa tuyển được ngoài bao giờ hết. Và là những người sale họ tự muốn ra. Thì thực sự là khi mà tuyển downline á, thì nói chung là nó cũng tương tự như tuyển như tìm các bạn nhân viên sale thôi. Thực sự là mình downline thì nhóm DIC chơi hết, bởi vì là họ là tự làm cho họ rồi, nên là ai mà cần hỗ trợ là em cũng hỗ trợ hết. Thì mình chỉ cần làm sao là cho các bạn tự giác thôi, các bạn tự giác làm là tự quảng cáo, tự sell và thực hiện những cái bài tập top 5 của thầy Alan. Cái đấy là quan trọng nhất. Đối với lại các bạn sell về em đều cho các bạn viết top 5 và làm mastermind của thầy Alan, thì để cho các bạn có mục tiêu, hình dung mục tiêu. Cái top 5 của thầy Alan rất là hay,
đấy là xong rồi còn những còn hết rồi đấy. Là tuyển sale rồi tuyển đa như thế thôi. Ok, rất hay, cảm ơn em rất nhiều. Ở đây bạn nào chúng ta có câu hỏi nào dành cho Kim Trung á thì chúng ta cùng comment để Kim Trung trả lời cho chúng ta nha các bạn. Anh có một cái câu hỏi dành cho em, đó là khi trong quá trình mà em làm việc ấy, thì ví dụ nè, là đội nhóm của em, ví dụ như em hướng dẫn cho người ta làm về top 5 hay là mastermind chẳng hạn, đúng chưa? Nhưng ví dụ như người ta chưa có tin về điều đó, hoặc là khi người ta có một cái mâu thuẫn trong đội nhóm của em đi, đúng không? Bởi vì trong quá trình mà chúng ta làm việc với một đội nhóm, với một team, cái vấn đề mà chúng ta hiểu nhầm nhau, rồi người thì có mục tiêu này, người có mục tiêu kia, mỗi người người ta có một suy nghĩ, có một cái định hướng, thì lúc đó em dẫn dắt đội nhóm như thế nào? Em có thể chia sẻ cho mọi người. Đầu tiên là cái top 5 đúng không ạ? Đúng, thực sự là cái top 5 mà khi mà một người bình thường mà chưa tham gia môi trường của DM1B thì thực sự là họ không tin. Bởi vì thực sự ngày xưa mà lúc mà em mới biết DM1B em cũng không tin, em chỉ có tin 70% thôi. Nhưng khi mà gặp những cái bạn mà mới vô á thì em chia sẻ cái thành quả em đạt được. Có nghĩa là em cứ nói là đây là cái này là em học được từ thầy Alanagao này, thầy đó là họ chuyển nhân đời thứ 2 của Anabo Đông Hưu này, rồi em thực hành như vậy và em đạt được những kết quả gì. Và có nghĩa là em làm hàng ngày thì em nói rõ với các bạn luôn là thời gian đầu tiên là nó không kết quả đâu, bởi vì thực sự bản thân em cũng vậy, là thời gian đầu tiên em làm cái top 5 em cũng thấy có nghĩa là nản nản, nhưng có nghĩa em bảo mọi người là mọi người đừng có trông chờ kết quả của nó trong tháng đầu tiên, cứ làm đều đặn thì tháng thứ 2, tháng thứ 3 tụi khác nó sẽ kết quả. Và một điều quan trọng nhất khi mà làm top 5 mà em hướng dẫn các bạn đó là phải tin, có nghĩa là lúc đó mọi người thấy nó ảo tưởng như vậy thì cũng kệ, nhưng cứ tin đã. Bởi vì em giải thích cho họ về cái NLP của anh, là những cái thứ gì mà ngày xưa mọi người hay nghĩ ở quá khứ á, thì mọi người để ý tới hiện tại là đa số là chắc cũng phải 50% nó thành hiện thực. Thì và làm một cái group á, xong rồi cho mọi người gửi lên, ví dụ như các bạn sale thì ok, nếu mà không nộp bài là em không chạy quảng cáo đấy, tự khắc họ phải làm họ nộp đều đặn thôi đấy đấy. Và mọi nếu mà họ làm họ đều đặn được rồi á, thì tự khắc họ có kết quả, họ sẽ tin dần thôi. Lúc đầu tiên họ chưa tin thì mình cứ tác động và mình làm group, rồi lần dần dần họ tin thì họ sẽ tự làm, tự ý thức được. Còn về câu hỏi thứ hai là khi mà trong đội nhóm của em có nhiều ý kiến trái chiều nhau á, thì em sẽ gặp từng người. Ví dụ như em sẽ gặp từng người, ví dụ bạn A bạn B, thì em sẽ gặp từng người bạn A xem là bạn ấy có những cái điều gì, cái điều mà họ bạn A muốn. Xong bắt đầu em sẽ ghi ra, em sẽ nói chuyện với bạn A trước, và em gặp bạn B cũng y như vậy. Rồi khi mà em gặp từng người rồi em biết được hai cái vấn đề ở đây là hai bạn bị như thế nào, rồi bắt đầu em gặp cả hai. Đấy, khi mà em gặp cả hai thì em bảo là bây giờ vấn đề của bạn A như thế này, bạn B như thế này, là mình bây giờ là cả hai bạn đều cũng muốn điều tốt như thế, bắt đầu là cho họ viết những cái điều mà họ muốn ra cho đối phương luôn. Đó là có một lần là em dẫn cả hai bạn nó vô phòng, em gặp từng phạm bạn rồi, xong em dẫn cả hai bạn vô trong phòng, xong bây giờ em bảo là ngồi đó viết đi, bây giờ là ông A này viết một tờ giấy những điều mong muốn đưa cho ông B, ông B viết một tờ giấy mong muốn đưa cho ông A. Thế là khi hồi á là hai ông đều thực sự lúc bình tĩnh lại rồi, biết được cả hết cái điều mong muốn của họ rồi thì bình thường thôi. Đã bắt đầu là em ngồi em nói chuyện với cả hai là cả hai cái điều đó đều không đúng không sai hết á, nhưng bây giờ là phải như thế này như kia, làm sao cho cả hai đều ok, thì cả hai bạn tự giải quyết với nhau trong lúc đấy luôn. Đấy là cách giải quyết khi mà trong đội nhóm của em mà ví dụ như có hai bạn sai lai mà về giá hay là về mọi thứ đấy, hay là về cái gì mà không vừa lòng nhau hay không vừa ý nhau, thì bắt đầu là làm như thế. Em là làm như thế vài trường hợp rồi, thì em thấy là khi mà em hỏi ý của từng bạn trước, xong bắt đầu em cho hai bạn tự viết ý cho nhau, đấy là hai bạn giống như kiểu tự hòa với nhau luôn. Đó. Hay quá. Đây là một ý rất hay. Rất cảm ơn em nhé. Chúng ta học được những bài học gì thì chúng ta cùng comment ở dưới này các bạn. Cái ý mà để đưa hai người vào, xong rồi bắt đầu đưa cho mỗi người một tờ giấy và viết về điều mà chúng ta muốn về nhau, đó một cái rất là hay. Đấy, mỗi lần mà mình livestream với từng bạn leader đấy, thì đều học được rất nhiều từ các bạn đây, mỗi người một ít, mỗi người một ít, và gom lại đó là những cái bài học nó rất hay, đúng không ạ? Ví dụ như hôm qua Phi có chia sẻ một cái câu mà của Pháp nói đấy, đó là chúng ta chỉ trả lời không trả lời hai câu hỏi, hai cái vấn đề mà chúng ta sẽ không có trả lời. Thứ nhất đó là những cái mà đã nói đã hỏi rồi. Đã đó rồi. Cái thứ hai đó là những cái mà có sẵn trên Google. Đó là rất hay, đúng không ạ? Hôm nay thì cái của em đó là gì? Viết cho hai người, viết hai cái điều mình muốn về người kia, rồi người kia viết cho người này.
viết về điều mình mong muốn, đưa cho nhau. Dạ. Sau đó đưa cho nói chuyện với nhau. Dạ. Auto giải quyết okay. vấn đề đúng không? Dạ. Ok. Bạn Thanh Tùng okay. hỏi này, chào anh Linh và Trung, mình muốn hỏi điều khó khăn nhất mà bạn gặp phải trong công việc xây dựng hệ thống là gì và bạn giải quyết trường hợp đó như thế nào? Thực sự là trong công việc No Skin á, thì nó sẽ có mọi người ai cũng vậy thôi, thì em nghĩ là quảng cáo này và sale và bản thân của mình, cái khả năng lead của mình, thì nó thực sự là đối với lại cái việc quảng cáo với sale thực sự là em gặp rất là nhiều thử thách luôn đấy, chứ không phải là không. Thời đầu tiên quảng cáo đủ thứ loại hết, từ cái thời mà em làm đến giờ nó thay đổi quảng cáo chắc phải 4-5 lần rồi. Và cái mà em vượt qua được cái quảng cáo á, là thứ nhất đó là bản thân mình học hỏi nhiều người khác, lead chắc khác trong đội nhóm. Thứ hai là bản thân mình tự tìm tòi. Và cái điều quan trọng thứ ba là mình nghĩ cho đội nhóm, mình nghĩ là mình đang đi học, đang đi làm, bởi vì trách nhiệm của mình là phải tìm ra giải pháp để giúp đội nhóm của mình, nếu không là đội nhóm mình sẽ tan rã hết. Thì đấy là cái thứ ba, là cái điều quan trọng nhất, là có nghĩa là trong bản thân em lúc mà gặp cái thử thách đấy, là cái bản thân em là nghĩ về cái điều thứ ba là nhiều nhất. Bởi vì là bản thân mình bây giờ là một người lead, ở dưới có biết bao nhiêu người. Nếu mà bản thân mình bỏ cuộc ngay bây giờ mà không quảng cáo nữa, rồi những người ở dưới họ cũng quảng cáo mắc rồi, họ sẽ từ bỏ hết, họ sẽ không quảng cáo ra. Thì bắt đầu là khi mà có nghĩ về cái điều đó rồi, mình đặt ra một mục tiêu là bây giờ mình bắt buộc phải tìm ra quảng cáo giá rẻ, rồi tìm ra một phương thức mới, rồi viết ra top 5. Đấy. Em là cái top 5 là em thực hiện nhiều nhất từ khi em biết thầy Alan Gao từ hồi tháng 7 năm ngoái, năm 2018 á, là em cứ viết, em làm cái gì em cũng viết ra đấy hết á. Và thực sự là cái top 5 nó rất là kinh khủng khiếp luôn. Khi mà em nhìn lại, em lật lại những quyển cũ, em thấy là những cái gì mà em viết trước đó em chỉ mong khách là 10.000, 20.000 thôi, nhưng có thời điểm là nó xuống đến 1.000, 2.000 luôn. Đấy là cái top 5 á. Đây là em chỉ chia sẻ cho mọi người một chút xíu là cái mà em thực hành là top 5 của thầy Alan Gao. Và cái là em biết dạ anh hỏi đi ạ. À, là biết, em biết là tôi muốn quảng cáo 2.000, 3.000 đồng. Có nghĩa là như thế này, em chia sẻ một chút xíu kinh nghiệm khi mà em viết top 5 á. Và thực sự là ngày xưa mọi người viết top 5 là mọi người chỉ cần, có nghĩa là nghĩa vụ apply bắt hoặc là làm cho có phong trào thôi. Thì cái ngày xưa mà em chưa tin á, thì em cũng làm như thế, rồi lật lại. Nhưng nó có một chia sẻ, một kinh nghiệm là khi mà em viết á, là mình không lật lại cái trang trước. Với thứ hai nữa là khi mình viết thì mình viết ra những cái điều mà mình muốn, nhưng á, là mình phải nhìn thấy cái hình ảnh đó. Có nghĩa là em tưởng tượng, ví dụ như em tưởng tượng ra là trong cái trình quản lý quảng cáo á, nó sẽ để số con số bao nhiêu một chi phí một khách á, và ngày hôm đó cái những bạn nhân viên của mình, sale của mình, họ sẽ lãi bao nhiêu, họ báo đơn bao nhiêu, là mình nhìn thấy cái hình ảnh là các bạn đã báo đơn trong group luôn. Rồi mình có nghĩa là giống như kiểu bức tranh giấc mơ, mình nhìn thấy những cái gì mình muốn được rồi. Và điều quan trọng nhất là mình phải tin điều đó nó thực sự thành sự thật, là chắc chắn cái top 5 mọi người chỉ cần kiên trì là chắc chắn đạt được. Giống như kiểu việc em đi xe từ đây lên công ty, và nó có rất nhiều cái đèn đỏ đường Điện Biên Phủ, nhưng em xem cái video lực hấp dẫn mà mọi người ở trong cái khóa học á, mọi người đăng lên đấy, là em cứ nhìn thấy cái cây đèn giao thông á, nó là màu xanh và nó một cái con số gì mình yêu thích nữa, thì đảm bảo luôn mọi người cứ tin vào nhìn thấy cái con số đó ở trên cái đèn giao thông á, là đảm bảo đến ngã tư là mọi người sẽ nhìn thấy cái đèn giao thông màu xanh. Và con số này không chính xác nhưng nó màu xanh. Đấy. Đấy là cái kinh nghiệm của em, có nghĩa là mình phải tin là những cái thứ mình viết xuống và những cái thứ mình đặt mục tiêu ra nó chắc chắn nó sẽ thành hiện thực. Và thứ hai là mình phải nhìn thấy cái hình ảnh đó nó đã thành hiện thực rồi. Đấy là cái mà em học của anh và thầy Alan Gao, nên em cứ áp dụng thôi. Đấy là những gì em biết quả được. Ok, anh hỏi tiếp đi. Quá hay. Dạ, anh hỏi. Đúng tiếp. Rồi, các bạn có câu hỏi gì thì chúng ta cùng comment nhé các bạn. Chúng ta còn có câu hỏi gì thì chúng ta cùng comment ở đây. Thì Kim Trung vừa mới tiết lộ chúng ta đó là gì? Khi mà chúng ta làm về top 5, đó là chúng ta cần phải hình dung nó rất rõ ràng. Thì trong NLP thì nó có 3 bước đúng không ạ? Bước thứ nhất đó là chúng ta viết về điều chúng ta mong muốn. Cái thứ hai đó là chúng ta hình dung và tưởng tượng. Và thứ ba đó là chúng ta luôn kích hoạt mình ở trạng thái năng lượng đỉnh cao. Và cái thứ tư đó là chúng ta tập luyện một cách đều đặn. Đó. Quan trọng đó là chúng ta phải làm đều đặn. Thì lúc đó kết quả chúng ta nó sẽ sản sinh ra rất là nhiều. Còn nếu mà chúng ta không làm đều đặn ấy, thì kết quả chúng ta không tới được. Mà chúng ta không phải là làm một lần, mà chúng ta phải làm nó đều đặn hàng ngày cho đến khi nào mà chúng ta đạt được mục tiêu thì thôi. Đó. Và bên cạnh đó thì anh có biết là em có ứng dụng về cái bài công thức thực sự tự tin không? Dạ có, tuyên bố với lại công thức tự tin, tuyên bố mục tiêu và cái bức tranh giấc mơ. Thì em ghi
em in nhà, in cái Mercedes C300 ra, in ngôi nhà ra và in hình đội nhóm ra, bắt đầu in giống như anh Tiến vậy đó. Có nghĩa là học có thể Alan thì mình in. Xong rồi mọi người hãy cho nhân viên làm mastermind. Ví dụ như mọi người có 4 nhân viên thì cho họ làm vào đầu tuần. Mục tiêu tuần của họ thì đảm bảo luôn luôn với mọi người là những người họ sale họ chỉ muốn lãi thôi. Thì bây giờ mình nói với họ là gợi ý họ là tuần này em muốn lãi bao nhiêu tiền, rồi tuần này em muốn ra khách bao nhiêu, và em muốn là khách của em khi em nhắn tin thì họ như thế nào đấy. Thì họ kiểu gì họ cũng ghi top 5 là tuần này họ muốn lãi bằng này, rồi họ sẽ muốn ra 20 khách một ngày và ra những người khách dễ kết nối, dễ gọi. Thì 4-5 người họ cùng chung một cái mục tiêu đấy thì nó sẽ giúp cho mình đỡ mệt hơn. Còn em á, là em viết top 5 là em đều cũng viết cho những bạn đó rồi. Ví dụ như em có 4 bạn trên Trinh nè, Linh nè, Nghĩa, Tín từ đấy. Thì em bắt đầu em viết là Trinh lãi 5 triệu, Linh lãi 5 triệu, đó, Oanh lãi 5 triệu. Có nghĩa là viết tên ra xong rồi em hình dung các bạn luôn, hỗ trợ các bạn thì có nghĩa là nó đạt được một kết quả mà mình không ngờ tới luôn. Có một lần là em đi hỗ trợ khóa học leadership, thì có nghĩa là không được xài điện thoại đến cái lúc mà ăn cơm mới được mở thôi. Thì lúc ăn cơm có nghĩa là ngày hôm đó em đi là em bảo là ngày hôm nay Trinh với chị Linh sẽ báo đơn là 5 triệu. Thì đúng cái lúc ăn cơm buổi tối ngày hôm đó là lúc 19 giờ thì bạn em mở điện thoại lên thì đó là em thấy chữ Linh nó cũng vừa hiện lên luôn, với lại tên Trinh nó hiện lên, là có nghĩa là hai bạn đó đều đạt được con số đó luôn. Thế cũng nói là em giống như kiểu là em top 5 là em tin tưởng tuyệt đối nó luôn, nên là em không có chút xíu gì nghi ngờ nữa, nên là đạt được rất là kết quả, nhiều kết quả đó, nên là em rất là tin nó. Nên là các bạn chỉ cần mình làm top 5 là ok rồi. Đó là những kết quả nó làm chúng ta càng thêm tin tưởng hơn, đúng không? Nó làm em sợ. Câu hỏi gì thì chúng ta tiếp tục đặt cho Kim Trung đấy các bạn. Chúng ta trong quá trình mà chúng ta làm đấy, chúng ta có những câu hỏi gì, có những cái thắc mắc gì thì chúng ta cùng comment và chúng ta đặt câu hỏi về Kim Trung. Vậy thì anh muốn hỏi em là em có một cái lời khuyên gì dành cho những bạn mới khi chúng ta bắt đầu vào cái công việc kinh doanh của Nuskin không? Bởi vì cái thời gian đầu tiên, cái giai đoạn đầu tiên khi mà kiến thức ít, kỹ năng ít, kinh nghiệm ít và tất nhiên là kết quả họ tạo ra cũng ít, vậy thì làm sao để mà họ vượt được qua cái giai đoạn đó? Thì em có lời khuyên dành cho mọi người không? Thì đa số những cái bạn mới sinh năm 97, 96, 95 mà làm với em á, với những người lớn hơn á, thì đa số là cái thời gian đầu tiên là họ sẽ hỏi là làm cái này một tháng được bao nhiêu tiền rồi gì gì đấy. Kết quả có nghĩa là họ chỉ mong muốn kết quả được thôi. Em nói thẳng với họ luôn là đợt trước là em với Phi gặp nhiều trường hợp rồi. Có nghĩa là ai vô cũng hỗ trợ, ai cũng nói là làm tháng giống như kiểu là lúc đó bản thân em làm được một tháng 100 triệu, 200 triệu, em cũng nói như với mọi người như vậy, giống như kiểu là giúp cho mọi người thích á. Nhưng nó thực sự khi mà nhiều lần mà em mới nhận ra một điều rằng đó là thực sự không phải ai như mình hết á. Ai như mình thì hầu như không có ai đi làm thuê hết rồi, có người này người kia và có người phù hợp hay không phù hợp. Thì em với Phi vừa rút ra một điều kinh nghiệm rằng đó là nói rõ cho họ ngay từ đầu luôn, là đầu tiên đó là nó sẽ có rất nhiều thử thách luôn. Là đầu tiên là giống như kiểu là 2 tháng đầu tiên là giống chỉ đi học thôi. Bởi vì em nói rõ với mọi người là mọi người bỏ ra 12 năm đi học còn được mà 4 năm học đại học nữa mà. Nhưng á, trong thời gian này á, là bọn em hỗ bản thân à, em nói là em sẽ hỗ trợ cho mọi người là về cái những thứ cơ bản thôi. Nhưng á, cái quan trọng nhất là mọi người phải coi như đây là việc đi học 2 tháng đầu tiên, vừa học vừa làm vậy á. Thì trong 2 tháng đầu tiên á, thực sự là nó sẽ có kết quả nếu mà mọi người thực sự làm nỗ lực. Nhưng có những người mà họ làm không có nhanh á, thì họ sẽ chưa có kết quả nhanh. Và cái điều đó mà nếu mà họ làm mà chưa có kết quả nhanh, họ sẽ thấy là những cái điều mình nói ban đầu là nói không đúng. Nhưng á, mình sẽ nói là 2 tháng đầu tiên á, nếu mà em làm thực sự tốt, em thực sự quyết liệt á, thì nó sẽ có kết quả nhanh. Nhưng nếu mà em thực sự chưa làm tốt á, thì nó sẽ từ từ mới có kết quả. Nhưng anh chỉ cần một điều là em cứ kiên trì đi tiếp thôi. Thì đấy là em nói với các bạn mới như thế. Và em có một lời khuyên với là các bạn mới một điều rằng là mọi người nên học NLP này. Nên xem những video của thầy Alan Gao và NLP của thầy Linh. Và thứ hai là đi học khóa leadership training. Đấy là cái ba cái mà em đầu tiên là những người mới muốn kinh doanh được Nuskin và trụ được trong cái thời gian 6 tháng đầu tiên thì học ba cái đó đầu tiên. Bởi vì khi mà họ đi học cái lớp leadership training của anh Linh á, thì đảm bảo một điều rằng là mọi người gặp bất kỳ thử thách nào ngoài đời vượt qua hết, đảm bảo luôn. Trời ơi, 3 ngày 3 đêm không ngủ còn vượt qua được mà. Đấy. Và khi mà học xong cái khóa của anh Linh á, là sẽ biết về NLP và sẽ tin về nó. Bởi vì là lúc mà mọi người mà học cái thầy khóa của thầy Alan Gao luôn, mọi người sẽ không tin đâu, bởi vì mọi người chưa được thực hành. Nhưng nếu mà mọi người học cái khóa leadership training trong vòng 3 ngày đó thì mọi người sẽ hiểu được là NLP sẽ giúp mọi người vượt qua được cái thử thách đó. Thì về sau khi học xong là về học NLP của anh Linh này, rồi học NLP của thầy Alan Gao. Và một điều duy nhất là các bạn phải tin điều đó và thực hành nó liên tục. Thì đấy là cái về bản thân. Còn về thứ hai là về cái thực hành sale với thực hành marketing thì hầu hết bây giờ ở line nào cũng có những người leader như chị Trang, anh Tâm, anh Tiến, anh Văn.
chị Mai, nói chung là ai cũng giỏi hết rồi, thì mọi người chỉ cần là làm theo những gì họ nói thôi. Bởi vì chiến lược của từng team là về sale thì người offline của mình nói là sao thì mình làm y hệt như vậy, và coi đó là như việc học thôi chứ không phải là việc làm. Khi nào mà mọi người ra kết quả, mọi người tự làm, lúc đó hẳn coi đó là một việc kinh doanh. Còn mới đầu mà mới đến đội nhóm á, thì duy nhất một điều rằng là chỉ coi đó là việc học đã. Bởi vì là cho dù mọi người học liên tục 2 tháng đầu tiên như vậy, có làm được hay không thì mọi người cũng đã thay đổi được rất là nhiều về kỹ năng quảng cáo và sale rồi. Nên là 2 tháng đầu tiên cứ coi như việc học, thì chắc chắn là cái tâm lý của mình lúc mình đạt được kết quả, nếu mà trong 2 tháng đầu tiên mình đạt được kết quả nhanh á, là mình sẽ rất là vui luôn, cảm giác là rất là sướng. Đấy là kinh nghiệm của em dành cho các bạn mới. 3 khóa bắt buộc phải đi học và làm theo những gì upline nói và kiên trì trong vòng 2 tháng đầu tiên, vượt qua được thời gian đó là đảm bảo là đi tới bến luôn. Hay quá. Anh muốn hỏi một chút là vì sao á, cái điều gì khiến em chọn là đồng hành cùng với Nuskin và DMS Runby? Thời gian đầu tiên, năm đầu tiên á, là vì em muốn có tiền. Bởi vì lúc đó em đi học có 3 tháng thôi, là em đi bán bóng bóng rồi đi làm thêm tất cả mọi thứ, nó thu nhập quá là ít luôn. Có thời điểm mà mọi người nghĩ là hồi đó sinh viên của em ở trong túi của em chỉ canh làm sao để bao nhiêu tiền để biết mình đủ tiền ăn, mà em đi bán bóng bóng bay một quả nhập là 7.000, có nghĩa là em nhập 40 quả là hết 300.000, hết vốn trong tiền trong túi em luôn. Mà em gặp một cái trường hợp là chuẩn bị đi bán rồi, ra được 10 mét khỏi cổng rồi thì cái chùm bóng bóng bay 40 trái nó bay mất tiêu. Đấy, có nghĩa là cái thời điểm đó là vì tiền, bởi vì là nhà em rất là nghèo. Bởi vì là lúc đó mẹ em ở quê lo hết rẫy nương rồi lo cho một đứa em trai nữa. Nên em phải nghĩ một điều rằng bây giờ em đi học em không thể phụ thuộc vào người nào nữa, em phải kiếm tiền. Thì khi mà thấy một cơ hội cái là em bảo thôi khỏi học luôn. Bởi vì cơ hội kiếm được nhiều tiền, vậy là lúc đầu tiên là em nghỉ vì tiền. Vì thứ hai, cái lý do thứ hai mà em gắn bó với Nuskin là khi mà em có nhiều tiền rồi gặp những thử thách, tại sao em gắn bó tiếp? Bởi vì là trách nhiệm. Thực sự là lúc đó bản thân em có tiền rồi nhưng mình gặp khó khăn, lúc đó mình không nghĩ là tiền, lúc đó mình sẽ nghĩ là mình không làm được đâu, nhưng á lúc đó là nghĩ về gia đình này. Bởi vì là khi mà em làm được rồi á là ở nhà ai cũng nói ở thằng đó làm tháng thu nhập biết bao nhiêu tiền rồi. Giống như khi mà thời đầu tiên, cái tháng đầu tiên mà em làm xong em mua xe và mua điện thoại và mua laptop, thì ở quê người ta đồn rằng á em buôn ma túy đó. Đó là đầu tiên người ta đồn như thế. Thì sau khi mà họ biết được em kinh doanh online rồi thì bắt đầu họ bảo ở đó, ngày xưa bản thân em là chơi game rất là, giống như kiểu người ta bảo là thằng này suốt ngày chơi game chắc ngày mai mốt lớn chả làm được gì đâu. Thì vì cái câu nói đó em bảo là thôi bây giờ mình kinh doanh được như vậy rồi, là mình phải làm sao để cho họ tin được rằng là mình không như ngày xưa nữa, mình chắc chắn là làm những điều tốt hơn. Đấy là thứ hai. Điều thứ ba là về trách nhiệm. Bởi vì lúc mà em làm được rồi á, cái mà giữ lại em á là đồng đội của em ở dưới của em, họ cũng có nhiều người nghỉ học như Phi vậy đấy. Ngày xưa là bản thân em rất là ngưỡng mộ Phi luôn. Cái hồi mà học cấp 3 lên đại học cũng vậy, Phi 4 năm liền học bổng, rồi người ta gọi là thủ khoa hay sao ta. Đấy, có nghĩa là 4 năm liền học đại học luôn, nhưng Phi đã bỏ đại học để theo em. Rồi những người bạn khác luôn, từ Đắk Lắk vô Sài Gòn ở với em. Thì rồi những người có cả con nhỏ nữa, nên lúc đó là trách nhiệm. Đấy là ba điều đó. Về trách nhiệm nữa, thì trách nhiệm là cái kinh khủng nhất. Rồi nó kéo em lên bất kể lúc nào mà em gặp, giống như thế lần nói là em gặp một bức tường khó khăn đó, thì em lại nghĩ về đồng đội. Bây giờ em suy sụp, đồng đội em mấy chục người cũng suy sụp theo, nên là em bắt buộc phải đứng dậy. Cái thứ tư là về đội nhóm, cái giá trị mà đội nhóm mang lại. Thực sự là em có tìm hiểu rất là nhiều mô hình kinh doanh ngoài nữa. Không có cái nào mà tốt như vậy, mà không có cái nào là những người sideline, có nghĩa là những người đối thủ của nhau á, họ vẫn hỗ trợ nhau cho dù là đối thủ của nhau. Có nghĩa là ở ngoài đó, kinh doanh á, thì vẫn gọi là không có phải là hưởng lợi từ nhau đâu. Có nghĩa là không có hưởng lợi gì nhau, vẫn là mỗi người tự bán luôn, nhưng vẫn giúp nhau. Thì với lại là thứ hai là cái giá trị khi mà em đi cốt, đi hỗ trợ khóa học, là lúc đó giống như kiểu là mình biết được là lúc mình có tiền rồi, xong mình còn mang được cái giá trị của mình đi hỗ trợ khóa học leadership rồi những khóa học khác á. Và những cái người mà trợ lý huấn luyện trong cái đội nhóm của mình á, nó giống như kiểu là một cái gia đình gắn kết với em. Đấy là không thể nào mà em bỏ được, bởi vì là nó giống như kiểu là một cái gia đình nữa rồi. Cho dù là có vấn đề gì, ví dụ như là làm gì cũng được, sale rồi quảng cáo đủ mọi thứ hết, đều hỏi anh Văn hay hỏi anh Tiến, hỏi anh Tâm. Đấy là có nghĩa là mình học hỏi được rất nhiều. Bây giờ mà ra ngoài kia em thề là không ai chia sẻ đâu. Nên nó là đấy là bốn lý do mà em quyết định gắn bó với lại Nuskin. Dạ. Yeah. Ok. Cái công việc nào tốt như vậy? Dạ. Anh rất là hay đúng không? Anh có một cái câu hỏi nữa là dành cho em ấy. Thì vừa rồi là em có đưa mẹ của em đi
cái chuyến Tokyo, thì anh muốn đó là em chia sẻ về cái câu chuyện và cái hành trình mà làm thế nào để em đưa được mẹ đi Tokyo, và sau cái chuyến đi Monaco đó thì cảm xúc của mẹ em như thế nào, thì em có thể chia sẻ câu chuyện đó cho mọi người được không? Ok, thì cái chuyến Tokyo thì nó giống như là một cái kỷ niệm rất là vui luôn của em luôn á. Là như thế này, bản thân của em là lên Ruby vào hồi tháng 7 năm ngoái, năm 2018. Thì cái thời điểm đó là mình sẽ phải giữ cái danh hiệu đó 4 tháng liên tục, mỗi tháng là 4 người bên dưới 2.000 điểm mà lại điểm Việt Nam. Đấy là cái điều mà em gặp thử thách nhất. Thì khi mà em lên Ruby, em cũng nghĩ là hồi đó học MBA, em nghĩ là chắc chắn là em sẽ được mẹ Tokyo rồi, đi Tokyo rồi. Thì em mới về quê, Tết em mới về quê, em mới nói mẹ em rằng là con sẽ dẫn mẹ đi Tokyo vào tháng 4. Đấy, thì một điều rằng là nó rất là vui là mẹ em lại mang đi nói hết cả xóm xung quanh nó luôn. Thật vì nó dẫn tao đi Tokyo rồi, chuyến Tokyo trị giá 200 triệu luôn. Thì những cái bà trong xóm đấy lại bảo mày, bảo với mẹ em rằng mày sướng nhá rồi, được đi Tokyo, được đủ thứ, cả đời chưa bao giờ được đi. Thì một điều rằng như thế này, bây giờ là cả xóm đều biết rồi, mà bây giờ mà em không thực hiện được điều đó, nó giống như kiểu là một cái gì đó nó nhục nhã lắm á. Nên đó là cái điều duy nhất là em thực hiện, là nó là động lực lớn nhất để giúp em thực hiện cái mục tiêu đấy. Là ý em muốn nói là đây là cái câu mà của thầy của chú Đinh nói rằng là khi mà bạn muốn thực hiện được mục tiêu đó, thì bạn hãy làm cho một con chó rất là lớn đằng sau nó dí bạn. Là ví dụ như bây giờ mọi người muốn đi Moscow này, thì như anh Tiến nói về làm visa cho mẹ đi, cho gia đình, cái người nào muốn đi cùng đấy làm visa đi, hãy nói cho họ biết, đăng lên Facebook để cho họ lan tỏa khắp mọi nơi đó. Thì khi mà mọi người đã nói như vậy rồi, giống như kiểu một lời hứa rồi ấy, thì kiểu gì mọi người cũng sẽ tìm cách để làm được. Có những thời điểm là không đủ điểm Việt Nam của 4 người đó là em giống như kiểu em muốn dừng lại rồi ấy, nhưng em bảo không thể được, bởi vì chắc chắn là mình phải làm được, nhưng là em đã làm được đấy. Nó bởi vì là cái điều kiện của em nó không phải là chỉ là 4 bạn reject ở dưới, mà là 2.000 điểm mỗi bạn ít nhất, nên là nó hơi khó hơn những bạn làm ở thị trường Việt Nam. Nên là một cái nữa là NLP nó kinh khủng như thế, là cứ nói cho cả xóm biết, cả xóm bắt đầu nói là mày sắp dẫn mẹ mày đi gì đấy, Tết về là ai gặp em cũng nói như vậy hết, nên là giống kiểu họ dí em vậy đó. Đấy là cái điều khiến em đạt được mục tiêu đấy. Thì nói thật với em mọi người là nhà em thì nghèo, nên là mẹ em đó là lần đầu tiên đi máy bay, và em bảo mẹ em sắm đồ đi, nhưng mà em tích tiền, em bảo là lên Sài Gòn em sắm cho, nhưng mà em cũng không chịu, em dẫn đi rồi nhưng không chịu mua. Thì có nghĩa là mẹ em khi mà qua đấy lúc đầu tiên là rất là rụt rè luôn, bởi vì là lần đầu tiên gặp nhiều người như vậy này, với thứ hai là lần đầu tiên đi chơi khách sạn sang trọng vậy, nhìn là họ sẽ rất là nhát, họ rất là nhát, nên là nhìn rất là thương luôn. Nhưng khi mà cái ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư đấy, thì mẹ của chị Mai này, mẹ của anh Tuấn Anh này, rồi mấy phụ huynh nữa đấy, sẽ làm một cái nhóm với nhau, đi với nhau, chụp hình với nhau, thì em thấy có nghĩa là chưa bao giờ mẹ em cười vui như vậy á. Cho dù là mẹ em rất là nhỏ con luôn và đen nhất trong đấy luôn, nhưng khi mà mẹ em nhìn thấy là mọi người với nhau vậy, thì là thấy một điều rằng là rất là hạnh phúc. Bởi vì là thực sự là có một câu ai nói nhỉ, anh Tiến hay sao á, là cha mẹ đã đưa mình ra vào đời thì mình hãy đưa cha mẹ ra ngoài thế giới. Thế nên là em đã đặt mục tiêu là đưa mẹ em đi, và khi mà nhìn thấy được cái niềm hạnh phúc như vậy đối với lại mẹ của mình thì rất là vui. Và lúc đó là mình cảm giác là những cái công việc mình mang lại, mình làm á, nó không chỉ mang lại là tiền, mà nó còn mang lại cho mình mối quan hệ rất tốt với mẹ mình này, rồi những sản phẩm cho mẹ. Bởi vì là thực sự là mẹ em ngày xưa là bị mất ngủ hay đau đầu đó. Và cái video mà em chạy Bio Ginkgo á, là em cũng trực tiếp mang sản phẩm về cho mẹ em, xong dùng xong mà em quay video rồi em chạy luôn. Đấy là giống như kiểu là lấy trực tiếp mẹ của mình làm luôn á. Thì đó là em muốn nói với mọi người là cái công việc này nó không chỉ mang lại cho em tiền, nó còn mang lại cho em mối quan hệ rất tốt với mẹ, rồi sức khỏe cho mẹ, rồi còn giúp cho mẹ em đi ra ngoài thế giới chơi và biết thêm được nhiều nữa. Nên là cảm thấy là rất hạnh phúc, nên là đây chắc cũng là một lý do rất lớn để em gắn bó với No Skin. Bởi vì là cho dù là có rất là nhiều tiền đi, nhưng chưa chắc là họ đã có thời gian để đưa mẹ đi như vậy. Đây là cái mà em cảm thấy là rất là hạnh phúc khi mà đi được chuyến Tokyo và đưa mẹ mình đi. Hết rồi. Ok. Hay quá. Dạ. Câu chuyện rất là cảm động đúng không ạ? Và ở đây thì anh muốn chia sẻ thêm với các bạn ở đây, đó là Kim Trung á là chủ yếu làm ở thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc và Đài Loan. Đó, nên là điểm của Kim Trung chủ yếu là đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, chứ không phải điểm từ Việt Nam.
và điểm của Kim Trung rất là ít ở Việt Nam. Nên là có một cái là ngày xưa anh thấy là em đã lên Ruby rồi, nhưng anh không bao giờ thấy em đi những cái chuyến như Gold Star Game, Leadership Training. Yeah. Thì anh mới thắc mắc bảo sao ông này lại không có đi. Thì sau này hỏi ra mới biết rằng là em chủ yếu làm ở thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Nên là Việt Nam. Sau này thì bắt đầu mới biết rằng là làm ở thị trường nước ngoài là không được những chuyến đi đó, thì bắt đầu quay lại focus vào cái thị trường Việt Nam. Và sau đó thì Kim Trung đã được đi, đó là chuyến Tokyo. Đó. Thì anh muốn hỏi là cái mục tiêu trong cái thời gian tới đây là với Moscow và New Zealand, thì em sẽ đưa bao nhiêu người đi và em có những kế hoạch hành động và những cái chiến lược như thế nào để em đạt được những mục tiêu đó? Ok. Thì cái mục tiêu của em trong năm 2019 trở đi luôn á, là em sẽ có được 8 người sale và đạt được thu nhập vừa vừa thôi, 200 hoặc 300 thôi. Và thứ hai là 10.000 điểm GMV một tháng, để Velocity cũng được 100 nữa. Bởi vì là mục tiêu đặt thu nhập của em là 500, nên em sẽ chia ra là bán lẻ 300, GSV sẽ được 100 và LTSV được 100. Có nghĩa là mục tiêu của em là sẽ lên Team League 100.000 LTSV để được đạt được cái mục tiêu đấy. Và mục tiêu là được 10 bạn đi Moco, 10 bạn đi Moco và lên Team League và có đội bán lẻ. Có nghĩa là em muốn, em trong ghi top 5 em muốn ghi là 8 bạn nhân viên đó tự sell luôn, tự chạy quảng cáo luôn, có nghĩa là họ sẽ tự động làm luôn đấy. Đấy là cái mà em muốn, mục tiêu của em. Và đội nhóm ở dưới cũng sao chép y hệt như vậy. Rồi. Dạ. Yeah. Ok. Rồi, yeah. Cảm ơn em rất nhiều nhé. Các bạn có câu hỏi gì thì chúng ta cùng comment để Kim Trung chia sẻ và trả lời cho chúng ta. Chúng ta có bất kỳ một câu hỏi nào liên quan đến quá trình làm việc của Kim Trung đó, hay là chúng ta muốn hỏi về marketing, hay là chúng ta muốn hỏi về bán hàng, hay xây dựng về đội nhóm, thì chúng ta có thể đặt câu hỏi về Kim Trung nhé các bạn. Trung cho anh hỏi một chút đó. Thì khi mà em dẫn dắt đội nhóm ấy, thì em đã lãnh đạo theo cái phong cách như thế nào? Tức là cái cách mà em dẫn dắt đội nhóm ấy. Em học Anh trong có một em muốn chia sẻ là có một khóa học, em không tên nhớ tên khóa học đó, nhưng khi mà tất cả các học viên về rồi và anh đã ngồi lại với lại tất cả các bạn hỗ trợ, thì anh mới chia sẻ là anh sẽ có nghĩa là anh sẽ để tôn trọng hết tất cả những người leader, họ sẽ làm theo những cái gì họ muốn, mình không ép họ làm theo cái gì mình muốn. Thì em cũng làm y hệt như vậy thôi. Tất cả những bạn đội nhóm của em thì em cũng chia sẻ những cái gì em làm được và những cái cách để em làm được như thế và những cái mục tiêu của em, nhưng em không ép họ làm theo cách của em sẽ để cho họ em chỉ chia sẻ cách thức thôi, nhưng em không ép họ làm theo như thế, để cho họ tự phát triển, tự sáng tạo ra. Nên thực sự là cái với lại cái bí quyết khi mà em lãnh đạo đó là tìm nhiều người giỏi hơn mình. Nhiều người giỏi hơn mình, bởi vì là thực sự là trong đội nhóm của em có những bạn sale rất là giỏi hơn em này, những bạn quảng cáo rất là giỏi hơn em, content giỏi hơn em, như bạn Phi đấy, bạn là quảng cáo và content giỏi hơn em rất nhiều luôn. Rồi Kichi đấy, bạn ấy sell Galvanic một ngày 4-5 cái máy thì chắc chắn là giỏi hơn em rồi, bởi vì em chỉ sell đến mức là Lumi và Chu Phê đấy, chưa sell đến mức Galvanic. Thì có một điều rằng là mọi người hãy NLP trong đầu mình rằng là mình là một người lãnh đạo và mình kiến tạo ra những người lãnh đạo giỏi hơn mình. Nếu bây giờ mọi người cứ ép những người ở dưới của mình làm theo ý của mình á, thì họ chỉ ở dưới mình thôi, không bao giờ họ vượt lên mình được. Nên là em luôn luôn học hỏi từ Phi, từ Phát, có nghĩa là bọn em học hỏi từ nhau chứ không có kiểu là trên dưới gì hết á. Em còn thua nó rất là nhiều mà, nên là em cứ học hỏi nó rất là nhiều luôn. Thì có một điều là em muốn chia sẻ mọi người là cứ để cho họ tự phát triển theo cách của họ thôi, cùng nhau ngồi lãnh đạo, kiểu là lãnh đạo giống như kiểu là cùng nhau đưa ra những ý kiến với nhau, nên là nó sẽ đi rất là nhẹ nhàng. Dạ. Ok. Yeah. Rồi, vậy thì bây giờ đây là cái câu hỏi cuối. Mọi người chúng ta có câu hỏi gì thì chúng ta cùng comment nhé các bạn. Trước khi mà mình xong cái câu, bởi vì bây giờ cũng đã là khoảng một tiếng chúng ta trao đổi với nhau rồi đấy. Thì em có một cái lời khuyên gì dành cho tất cả anh chị em khi chúng ta có định mời chúng ta làm việc với DMS1B và với đội nhóm của Nuskin, và chúng ta tận dụng những cái sự kiện như thế nào để chúng ta đạt được cái mục tiêu nó tốt hơn? Ok. Thì đối với bản thân em hoặc là đối với những bạn mới của em luôn á, thì em cũng làm như vậy, bây giờ em cũng chia sẻ như thế này luôn. Thì là cái công việc này thực sự là nếu mà nói nó dễ thì nó sẽ không dễ, mà nói nó khó thì nó không khó. Nếu kiểu là ai có làm cũng được hết á, nhưng quan trọng là mọi người có thực sự muốn nó không. Nên là em muốn chia sẻ một điều nhỏ như thế này thôi, là
khi mọi người đã nghe được cái cơ hội này từ một người nào đó thì mọi người hãy đón nhận nó. Và nếu mọi người đã đón nhận nó và quyết định làm nó thì có nghĩa là tin tưởng nó và kiên trì làm nó tới cùng. Và nó chỉ có một điều rằng là tin tưởng nó và làm nó tới cùng. Và còn những thứ còn lại là đã có upline và có đội nhóm lo rồi. Ví dụ như khi mọi người đã quyết định làm mà mọi người đã kiên trì tới cùng là bỏ ra thời gian để theo đuổi nó, thì mọi người hãy làm theo quảng cáo này, làm theo sale của những người upline chia sẻ, làm một cách nghiêm túc, có nghĩa là làm 100%. Đấy. Và thứ ba nữa là ngoài vẫn cái kỹ năng về bán hàng và kỹ năng về quảng cáo thì mọi người hãy tham gia những sự kiện mà như vừa em nói là ba cái sự kiện quan trọng nhất là đảm bảo phải tham gia luôn. Là đầu tiên là phải đi học lớp leadership training, học NLP của anh Linh này, xong học leadership và học cái lớp của thầy Alan Gao ấy. Thì khi mà mọi người có được cái ba cái khóa học này học xong rồi á thì mọi người sẽ có một cái nền tảng nó vững, có nghĩa là mọi người gặp được cái thử thách nào trong cái công việc này á đều có thể vượt qua được và làm theo những gì upline mình chỉ. Và một điều cuối cùng là thực sự coi cái này là một cơ hội quan trọng và kiên trì làm với nó tới cùng thì đảm bảo là 100% sẽ đạt được kết quả tốt. Nó sớm hay muộn thôi, nhưng nếu mọi người đủ kiên trì thì chắc chắn sẽ có kết quả tốt, em đảm bảo luôn. Dạ. Dạ, ok. Hay quá. Có một câu hỏi của bạn Tâm, Đặng Minh Tâm, là cho Tâm hỏi là khi chạy thị trường nước ngoài thì cách nào để xây dựng hệ thống bên nước ngoài và mình hỗ trợ downline bên nước ngoài ra sao? Em á, là em bán hàng là mình bán, mình là làm digital marketing. Còn cái việc mà bây giờ mình muốn hỗ trợ cho một người ở nước ngoài họ làm digital marketing á, thì mình sẽ phải gọi điện video như thế này để chỉ họ quảng cáo và họ sẽ cũng chạy như mình luôn. Thì đơn giản thôi là mình làm sao mình chia sẻ như vậy thôi. Bởi vì là nó sẽ có hai, làm no skin thì nó sẽ có hai ngách, là mình bán trên Facebook cá nhân và mình bán ở trên bằng digital là bằng quảng cáo. Thì những cái người mà ở bên bên nước ngoài á, em đa số là cho họ làm social, bởi vì là đa số là họ là người lớn tuổi. Là với những người cộng tác viên của em muốn làm là họ, bởi vì là cái đặc thù họ qua đấy là toàn trên hai mấy rồi thì họ sẽ công nghệ họ sẽ không có rành lắm, thì mình sẽ cho nó làm, Tâm sẽ cho các bạn làm là làm kiểu social, là bán trên Facebook cá nhân bằng livestream. Và hoặc nhưng như kiểu là đại lý của em bên Đài Loan là họ, chị em mang những cái chai lăn, những chai dung dịch á, mang đến cái tiệm mà tiệm nail với tiệm spa của bạn chị gửi, tiệm gì cũng gửi được hết á, hoặc là mang lên công ty rồi chia sẻ với lại livestream nữa, với lại kết bạn ở trong cái tệp của họ, họ bán kiểu đó. Thực sự là nó sẽ không nhanh bằng digital của mình, bởi vì là mình không thể nào mình hỗ trợ digital, nó rất là khó, nên là mọi người sẽ giúp cho họ làm social, có nghĩa là bán trên Facebook cá nhân và bằng livestream thế thôi. Bởi vì là nếu mà họ trẻ như mình á thì họ học quảng cáo dễ, nếu mà họ học quảng cáo rồi thì nó là một chuyện đơn giản rồi. Nhưng nếu họ không học được quảng cáo thì họ phải bán bằng Facebook cá nhân với livestream. Dạ. Có ai có câu hỏi gì cứ hỏi em. Dạ. Rồi, các bạn có câu hỏi gì chúng ta hỏi nhá. Rồi. Vậy thì mà chúng ta biết một điều rằng là Kim Trung là không giỏi tiếng Anh, đúng không Kim Trung? Dạ, em không biết gì luôn. À, không biết gì đúng không? Dạ, em đang viết túc. Dạ, không luôn. Tiếng Hàn. Không có biết tiếng gì luôn, tiếng Anh em chỉ biết mấy từ hello thôi. Biết tiếng Việt thôi đúng không? Dạ. Đấy, các bạn thấy rằng là Kim Trung là biết mỗi tiếng Việt thôi nhưng vẫn làm thị trường Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản bình thường. Vậy thì chúng ta cần phải vượt qua những cái giới hạn từ trong tâm lý của chúng ta, có là thông qua online thì bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể kinh doanh ở khắp mọi nơi trên thế giới này. Và cái giới hạn đó là do chúng ta tự đặt ra. Còn lại trong cuộc sống bây giờ đó là Internet, đó là thế giới phẳng rồi. Và chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng cái cơ hội kinh doanh của chúng ta ra toàn cầu. Và bây giờ bạn Võ Văn Lộc có đặt câu hỏi với em đó, là Kim Trung xây dựng đội nhân viên 8 người như thế nào? Đó, ok. Thì khi mà em xây dựng đội nhân viên á, thì em không thể nào mà làm tất cả được. Như anh Linh nói thôi, là mình phải có kế toán, mình phải có người phụ trách quảng cáo. Còn một người trong 8 người đó mình sẽ chọn ra một người làm quản lý. Thì cái tiền lương và tiền hoa hồng của họ chắc chắn phải nhiều hơn những người kia rồi, và họ phải có kinh nghiệm hơn. Thì ok, bây giờ em có một bạn là tên Trinh, thì em sẽ nói với bạn rằng là ví dụ như em muốn những cái bạn, bây giờ anh cần thêm hai bạn nữa thì em hãy giới thiệu cho anh hai bạn, thì mình sẽ đưa cho họ hoa hồng chẳng hạn. Khi mà giới thiệu thành công thì đầu tiên họ sẽ có cái động lực là tìm cho mình hai người đấy mới. Em sẽ không chạy quảng cáo tuyển nhân viên hay đăng đâu, toàn là từ người này giới thiệu người kia thôi. Thì bạn ấy sẽ tìm cho mình hai người, thì và em sẽ nói với bạn luôn là nếu sau này hai người này họ làm với anh một thời gian mà họ cứng, họ muốn làm thì cũng sẽ là team của em, anh sẽ trả về team của em luôn. Và
khi mà em hỗ trợ những bạn này về quả sale, về mọi thứ á, thì sẽ có phần trăm cho em nữa. Thì có nghĩa là một điều rằng em không có làm mấy thứ đấy, em sẽ để em sẽ dùng sức lực của người khác làm cho mình, là về hỗ trợ về sale này. Bởi vì là nếu mà bây giờ, nếu mà ngày nào cũng có người mới hỏi về giá, về đủ thứ hết á, là mình sẽ không có đủ thời gian đâu. Nhưng mình sẽ cho họ hỏi một người quản lý như thế. Đấy là em sẽ tìm ra một người trong cái đội sale của mình để làm quản lý cho cả cái đội đấy. Và cái người đó thì nó sẽ phải có lợi hơn một chút xíu để cho họ có động lực. Và cách tuyển nhân viên của em là cũng từ người này giới thiệu người kia. Ví dụ như bây giờ em có một người làm em 3 tháng rồi, và em bảo một người này là bây giờ có muốn có tiền không thì tìm cho anh hai người nhân viên, và sau này mà em muốn ra làm riêng thì hai người nhân viên này anh cũng sẽ trả về cho em. Thì họ giống kiểu là mai mốt tự nhiên có một đội xây dựng cho họ luôn cái đội sale á, họ sẽ tự tìm cho mình à. Bởi vì là mối quan hệ của mình bây giờ nó hết rồi thì mình phải dùng mối quan hệ mới của người khác thôi. Đấy là cách em tìm nhân viên và cách quản lý cái đội nhân viên như thế. Và anh Lộc mà muốn hỏi nữa thì quảng cáo á, thì thời gian tới là em sẽ cho các bạn tự quảng cáo luôn. Như Phi á, là Phi cho các bạn tự quảng cáo luôn rồi, sale tự quảng cáo luôn. Và những cái bạn sale mà tự quảng cáo có khi còn rõ hơn mình. Và Phi với em bây giờ là bắt đầu cho các bạn tự viết content, tự viết content, tự tìm video và tự quảng cáo luôn. Và một điều là khi mà các bạn tự quảng cáo thì cái hoa hồng nó sẽ cao hơn. Có nghĩa là của em á, là các bạn sẽ tự chạy quảng cáo đúng không? Khi mà ra khách là các bạn sẽ tự kết nối, tự gọi. Khi mà chốt được khách rồi là các bạn sẽ tự lên đơn giao hàng, gói hàng. Nói chung là làm hết luôn, mình không phải làm gì hết á. Mình chỉ có nhập hàng thôi. Việc của mình là nhập hàng thì mình sẽ cho kế toán nhập. Đấy, nó như thế. Thì nói mức kiểu là mình không phải làm gì hết nhưng nó vẫn hoạt động. Đã. Hết rồi. Rồi, hay quá. Ok, nếu mà anh Lộc có muốn hỏi em gì nữa thì cà phê. Đúng là chuẩn nhóm S đó. Đúng không? Dạ. Ok, các bạn có bất kỳ một câu hỏi nào thì chúng ta tiếp tục đặt cho Kim Trung nha các bạn. Bởi vì rất hiếm khi mà Kim Trung lên đây live trực tiếp cùng với chúng ta. Đúng không? Dạ, lần đầu tiên em live. Chắc là bữa nào phải mời Kim Trung chia sẻ một cái lộ trình bài bản từ đầu đến cuối. Từ cái việc mà chúng ta lên kế hoạch tuyển dụng ra sao này. Rồi chúng ta làm nội dung về tuyển dụng nè. Rồi chúng ta chạy quảng cáo tuyển dụng nè. Rồi khi mà vào đầu tiên thì chúng ta phỏng vấn thì chúng ta hỏi những câu hỏi gì nè. Rồi sau đó chúng ta vào rồi thì cái quá trình từ việc chúng ta làm việc với họ ra sao. Mình đào tạo cho họ ra sao. Rồi khi mà bắt đầu họ làm việc được một tháng, mình đào tạo, mình training những cái kỹ năng như về viết quảng cáo hay là về bán hàng. Tức là khi họ gặp những thử thách vấn đề gì thì mình xử lý cho họ và mình giúp họ vượt qua nó như thế nào. Ok không? Dạ, ok. Nằm trong ngành của cái mà bình thường vẫn làm thì chia sẻ vô tư đúng không Kim Trung? Đúng anh, em chia sẻ hết mà. Okay. Các bạn leak ở trong nhóm mình đều biết mà, em không có giấu ai đâu. Dạ. Vậy thì hôm đó là rất cần em chuẩn bị cho mọi người một cái nội dung nó từ đầu và có được cái biểu mẫu luôn thì tốt. Để khi mà nó đến phần nào copy bởi mẫu rồi cho mọi người copy về, xong rồi bắt đầu edit lại, chỉnh sửa lại, làm cho nó phù hợp và nhân bản cho nó nhanh. Vâng. Bởi vì okay em cũng nghĩ là dạ, cái cách của em cũng nghĩ là đấy là cái cách em làm thôi. Bởi vì là có nhiều anh chị khác cũng có nhiều cách hay nữa, nên là khi mà em đưa cách của em ra thì có nhiều anh chị bổ sung vô nữa thì nó thành một cách hay hơn. Dạ, chính xác. Tức là chúng ta cứ chia sẻ, xong rồi bắt đầu người này học của người kia, sau đó chúng ta trao đổi và liên tục chúng ta cập nhật với nhau, thì lúc đó ngày càng hiệu quả và ngày càng hay hơn. Ok không? Dạ. Và okay, rất là cảm ơn em buổi tối hôm nay đã dành hơn một tiếng đồng hồ để cùng chia sẻ với tất cả mọi người rất là nhiều về cái câu chuyện từ cái thời mà mình đang còn khó khăn và mình bắt đầu mình làm và mình có những cái thách thức gì và mình đã vượt qua nó như thế nào. Và chắc hẳn là cái câu chuyện của em nó cũng sẽ chạm đến một ai đó và nó tạo nên một cái cảm hứng để cho mọi người và giúp cho mọi người có một cái sự kiên định trong cái công việc này để mình có những cái mục tiêu nó lớn. Và thứ hai nữa là mọi người sẽ đúc rút ra được những cái kinh nghiệm, những cái đau thương mà em đã mắc phải thì họ sẽ không phải dính phải những cái đó nữa, để rút ngắn cái khoảng cách về cái sự trả giá của mình nhiều hơn. Và thay vào đó chúng ta sẽ thay bằng những cái kết quả và chúng ta có được cái kết quả nó nhanh hơn và nó nhiều hơn. Nên là okay, em rất là cảm ơn em là đã dành trong buổi tối hôm nay chia sẻ với mọi người hết tất cả cái tấm lòng của mình. Thì anh thay mặt team ấy, thì gửi đến em cái món quà đó là 10 cuốn sách của Hành Trình Người Xuất Chúng tập 2. Vào khoảng ngày 20-21 là ra sách rồi. Thì anh sẽ gửi tặng em cảm ơn anh. Cái 10 cuốn sách đó nhá. Đó là cái okay, tấm lòng của anh đến em. Cảm ơn Kim Trung. Ok, thì em còn một điều cuối cùng muốn nói với mọi người rằng là
một người mà ngày xưa bản thân em là chơi game từ hồi lớp lớp 7, lớp 8, chơi suốt cho đến khi đi thi đại học, mà còn làm được đến như thế này thì em nghĩ là những anh chị ngoài kia khi mà bắt đầu công việc này chắc chắn là có xuất phát điểm tốt hơn em. Thì chắc chắn nếu mà mọi người cứ kiên trì thì chắc chắn là sẽ làm được và kết quả nó còn đạt được nhiều hơn em. Nên là em đảm bảo là khi mọi người đã nhận, đã biết được cơ hội này thì ngoài kia chắc là ít cơ hội nhìn tốt hơn này lắm. Nên là cứ kiên trì với cơ hội này đi, chắc chắn mọi người sẽ có kết quả tốt và thu nhập rất là tốt luôn, cùng thêm một đội nhóm khắp mọi nơi, có khắp mọi nơi luôn. Ok, đó là em xin kết thúc bài chia sẻ của em ở đây. Nếu mà anh chị nào mà muốn em chia sẻ kỹ hơn hay cà phê thì có thể inbox em. Em lúc nào cũng có thể cà phê được. Hoặc là qua đây gặp em, bởi vì là trong đội nhóm lớn với nhau, xong rồi mình chia sẻ với nhau thì mình sẽ học được với nhau. Ví dụ như thời điểm này em quảng cáo tốt, em chia sẻ cho mọi người, nhưng có nhiều thời điểm khác em quảng cáo không tốt thì những cái bạn quảng cáo tốt thì lại chia sẻ lại cho em. Em nghĩ là khi mà em cho đi trước thì chắc chắn những người sau họ sẽ cho đi lại em. Đây là ok, em lúc nào cũng hỗ trợ mọi người được. Rất tuyệt vời. Ok, xin chào mọi người. Rồi, cảm ơn anh Linh và cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta đã dành nguyên cả buổi tối hôm nay để theo dõi cái phần chia sẻ của Kim Trung và mình trong cái buổi live stream buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ chúc cho tất cả chúng ta có một buổi tối, có một giấc ngủ ngon. Và trước khi ngủ thì chúng ta nhớ thực hiện cái bài quy trình về NLP, về cái hình chung mục tiêu. Về cái mục tiêu của chúng ta trong tương lai. Và sau đó chúng ta nhớ nói là tôi muốn sáng ngày mai chúng ta dậy lúc 4 giờ sáng với cơ thể tràn đầy năng lượng và sức sống, và đầy mãnh liệt và đầy sự cảm xúc. Và chúc cho tất cả mọi người một buổi tối vui vẻ và ngủ ngon. Xin chào, hẹn gặp lại. Rồi, chúc Kim Trung buổi tối vui vẻ, ngủ ngon. Chào gặp lại nhá. Ok, chào anh ạ. Xin chào mọi người luôn. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh, làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp.